Đây là loại nấm gì đây các bạn ơi? Đây là các bạn này. Ở đây người ta đi nương đi rẫy về, người ta tạo được cái nấm này này. Không biết là nấm này nấm gì. Mà đợt này đang ra nhiều nấm này. Xin. Cosa è sene? Metà agua a lavare. Ok. Poi scusignare. Essa come ben? È buono. Essa è una muamba torrada. Junguba, torrada. Junguba, torrada. Metti a chines con tomate, cebola. Fica buono. Ok. Hai Quỳnh có thích ăn nấm này không? Không thích à? Đây, ở bên này vậy mà cũng lại nhiều loại nấm phết nhỉ? Eu não conheço essa, então tenho medo. Medo de quê? Tá bom, truco. Sim, medo de tipo tem tosse, né? Olha, tosse. Ah. É uma comida, olha. É, pode comer direito assim. Se come assim. Esse não conta. Tirou esse. Meteu pan, meteu na água. Sim, 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 sim. Panela, tomate, cebola. Meteu tomate, cebola, meteu a muamba, sim. Mete no fogão, não mete muita água, bocadinho de okay. Água e tapa. Eu sei. Ele vai ficar ferver, depois prova o sal, se tá bom, ali, com funge de amor, yeah, yeah, yeah. Milho. Sim. Ông ăn sống như này. Nhưng mà nấm này trông có vẻ còn sạch hơn cả nấm mối đây này. Đấy, nấm này sạch hơn nấm mối ấy. Anh à, có tiền đấy đúng không? À, thế thì mua ấy đi, coi như là mua ủng hộ ông một mô đấy. Về lại để nghiên cứu ra ăn thử. Mua luôn 2 mô đi, bao nhiêu một mô? Không có túi à? Mua nấm nhưng mà ở đây thì lại không có túi để đựng các bạn ạ. Nấp bút đi bì đi xin. Bì đi ra cô. Ông này chắc đào nấm ở trên nương về đấy. Ở đây là cửa vào đi, cửa vào khu sinh thái này. Ông ăn sống cả nấm này luôn em ạ. Nấm này cũng đào từ đất lên đây này. Ừ, cũng đào từ đất lên mà. Trông giống nấm mối nhỉ. Nhưng mà lại bé hơn này. Bé hơn, màu nó tối hơn. Ừ. Capo no tem. No tem saco, agora fazer como? Không có túi đựng thì sao mang về được. Kiếm đâu được cái túi? Ô pai, pode pedir ela? Ela tem saco. Você tá gravando, me grava. Não, vou gravar essa só. Ah, aqui não tem ninguém, tem saco. Não pode pedir a alguém? Pedir a alguém tem saco? Pepe, vai buscar saco pra pedir aí no supermercado. Quero comprar quanto lugar. Nhưng mà đợi không có túi để đựng. Ra ông mang ở trên đường trên dãy về nhưng mà ra đây không có túi để đựng. Đây giờ đang mùa xoài Angola này. Cây này là cây như kiểu là hoa bằng lăng các bạn. Rất là to này. To khủng khiếp luôn. Chưa ra hoa, bây giờ mới đang ra nụ thôi. To khủng khiếp. To lắm, cây này to lắm.
Đợi ông kia lấy túi mà chưa thấy có túi đâu. Trong này là cửa khu sinh thái. Nhưng mà ở trong khu sinh thái đấy thì có cả nằm họ nằm nương nằm rẫy ở trong đó. Thế nên là có đồ khi mà người ta mang ra đây thì người ta sẽ bán vào những cái xe này này, những xe mà người ta đi vào để người ta chở những người nằm trong nương trong rẫy ra về nhà. Thì nhà mà vợ chồng mình thường đi bộ từ nhà đi vào đến trong này, đi vòng quanh trong khu sinh thái về đến nhà là mỗi ngày đi khoảng 11 km. Có túi thế này. Nên hai mô. Xin. Đôi lù gà. Đôi lù gà. Quan tu lù gà. Quan tu nhiên đúng lù gà. Đu xe tu nhé. Ok. Đôi lù gà, đôi lù gà. Em ở đấy em có bao nhiêu tiền? Đủ à? Video, no video aqui só. Não fazer você. Chegar lá, chegar lá, essa tirada. Anh hướng dẫn cách làm nấm người các bạn kìa. Chegar a comprar muamba. Ok. Ok. Trong hôm nay chậm thế là mấy anh ở xung quanh đứng vào để giúp đỡ việc mua bán. Trông nhiều nấm lắm đấy, nhưng không biết đây là loại nấm gì, nhưng thấy người ta ăn được thì mình cũng mua về ăn thôi. Còn mấy anh này là mấy anh ở đây anh uống rượu Maruvu, cho nên là các anh không muốn mình quay video các bạn. Quebra. Quebra quem? Na mana acho que é. Ah, é? Muito quebra, em trả tiền cho ông thôi. Mấy anh này xin à? Mấy cậu thanh niên này tranh thủ xin. À, không phải xin à? Mua rồi à? Você pode falar o pé quebra dela? Não é? Você. Brincadeira já. Não, quebra não. Tá bom, cega. Cega. Mấy anh kia treo bảo. Já pagou. Ok. Não conheço. Muito bom. Tenho medo essa. Não, doença. Sim, ok. Força até. Ok. Força até, bom. Tá, então de ver aí. Já, obrigado. Já. De. Obrigado. Này, chủ yếu là quay lên để cho mọi người xem cái nấm này là nấm gì. Ở bên này có cái gì là mình quay hết lên cho mọi người xem. Rồi, được rồi, thôi kết thúc video nhé các bạn.